Hôm nay mình thử kiểm tra cái sản phẩm đôi dép này xem nào. Đi có đẹp không? Có ôm chân không nhá? Đôi dép này nào. Ô đôi dép này có khả năng là rất là đẹp đấy. Kiểm tra xem nào. Ô chất da. Ô dép một bản trẻ trung quá. À, mình thử ô đôi dép da xịn sò nhỉ. Đeo thử chân xem nào. Xem độ sang xịn mịn mò màng thế nào. Ui giời. Này các bác này, đôi dép ôm chân này. Đấy, đẹp không? Em thử. Ui giời, đôi dép đẹp không các bác? Trẻ không? Đấy, các bác ạ. Bác nhớ là giày giày đi 39 dép 38 nhá. Đấy, các bác thấy đẹp không? Đẹp đến như thế này chứ còn đẹp như nào. Nếu đẹp nữa thì em phải làm mẫu cho các bác nhé. À, đấy, em mời các bác vào xem video để biết cách để mình lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt nhất. Các bác thấy nào, nhớ cho lại bình luận nhé. À, nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh. Em dám khẳng định với các bác những đôi dép như này đi mùa hè rất tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, đảm bảo luôn. Nguyễn Thức VT lại xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì Nguyễn Thức lại có một cái sản phẩm dép da một bản. Đấy, cũng rất đẹp. Đấy, dép này trẻ trung. Đấy, phong cách trẻ thì không thể thiếu được ở trong các cái tủ giày của các anh. Đấy, vừa đi nhưng nó lại là nâng cao cái tầng đẳng cấp cho tất cả các anh, các chị. Đấy, thì anh đẹp thì chị cũng vinh dự, đúng không? Đấy, cho nên tại sao mà Nguyễn Thức này các anh các chị vào đấy, đấy có thể là chị thấy hay có thể mua tặng anh là chuyện bình thường. Đấy, thì mời tất cả các anh chị em vào xem, thấy video hay thì nhớ là bấm vào chỗ đăng ký kênh ở bên dưới video này nhá. Đấy, nhớ là bấm vào đăng ký nhưng cho lời bình luận. Còn anh chị nào bấm đăng ký rồi một lần thôi thì đã là bấm đăng ký theo dõi kênh rồi thì nhớ nhìn thấy, nhớ cho lời bình luận để cho tất cả các anh chị chưa được trải nghiệm những sản phẩm tốt thì cũng xem qua cái lời bình luận cũng sẽ biết được là cái siêu thị giày dép Thức Hoài người ta bán những cái sản phẩm chất lượng và những cái sản phẩm uy tín nhất nhá. Thì mời tất cả các anh các chị vào xem video này nào. Mời tất cả các anh các chị vào xem, rất đẹp và rất sang nào. Cái hộp này thì có thể là các chị mua tặng chồng, tặng anh, tặng chị, được không? Được chứ, quá đẹp, đúng không? Không thì chúng ta đi xong chúng ta đánh xi vào cũng rất là đẹp. Đấy, sạch sẽ, chúng ta để vào trong hộp và đút vào trong tủ cũng rất ok. Không có tủ thì chúng ta chỉ cần cái hộp này thôi cũng được, đúng không? Để nó vào trong, xếp gọn nó vào một góc nhà. Khi chúng ta đi, chúng ta lại mở hộp ra lấy đôi dép, tuyệt vời không? Có cần phải tủ không? Chắc không cần. Giảm được bao nhiêu tiền? Giảm rất nhiều tiền cho tất cả các anh chị mua tủ, đúng không? Một cái ý kiến cực hay. Các anh chị ủng hộ đi, bấm vào chỗ đăng ký kênh và cho lời bình luận, đúng không? Cái hộp đẹp như thế này, người ta làm mất bao nhiêu tiền một cái hộp để cho tất cả các anh chị dùng, nhưng các anh chị chưa nghĩ ra thay cho nó một cái tủ, cứ như thế là hộp nọ chồng lên hộp kia, đúng không? Vào một cái góc nào đó sạch sẽ, đẹp không? Các anh chị tối thiểu mua một cái tủ ra đẹp đẹp cũng phải 3-4 triệu. Nhưng mà người ta bán giày dép, người ta tặng cho tất cả các anh chị những cái hộp như thế này, tại sao các anh chị không trưng dụng nó, đúng không? Vứt đi quá phí. Lấy, chỉ cần lấy một cái gì đó kê lên cách mặt đất khoảng 3 phân để tránh độ ẩm nó ngấm vào cái mặt giấy thì thôi, đúng không? Là chúng ta hộp nọ chồng lên hộp kia, trước khi đi chúng ta mở ra như này, chúng ta lấy một sản phẩm ra nào, lấy ra xem đẹp không nào. Ui giời, này một đôi giày tuyệt vời, đôi dép tuyệt vời một bản, màu sắc phối màu cũng rất ok nhá. Đấy, em xin phép cho cái hộp xuống để giới thiệu cho tất cả các anh chị nào. Một đôi dép thế này đã đủ đẳng cấp cho tất cả các anh chưa? Nếu đủ rồi nhớ bấm vào đăng ký kênh theo dõi, cho lời bình luận đó và chia sẻ đi, chia sẻ cho mọi người, chia sẻ cho bạn bè, chia sẻ cho anh chị em nhà mình. À, siêu thị giày dép Thức Hoài bán những sản phẩm rất tốt lượng, chất lượng uy tín. Đấy, vào mà mua, đúng không? Đấy, người ta tránh cái tình trạng khi mua một cái sản phẩm bị hàng fake, hàng nhái.
cho gia đình nhà mình đỡ thiệt bao nhiêu tài chính, đúng không? Thế vậy thì đôi dép này nó có gì xuất sắc nào, chúng ta xem. À, đôi dép này nó bằng da thật các anh chị ạ. Đây nào, các anh chị nhìn thấy cạnh chưa? Đấy, rất là đẹp nhá. Nhìn sâu vào trong, bên trong người ta làm cái phần nót bên trong có đẹp không? Nào, có những đôi dép tôi thấy những bảo những nào mới Thái Lan gì ấy làm bên trong này, tôi nhìn quay lên trông dơ lắm các bác ạ. Các bác nhìn này, đôi dép của tôi làm đẹp không? Đấy, nó nhặn nhụi, nó phẳng phiu. Đấy, hơn nữa này, các bác này thấy cái đôi dép mà khâu vắt sổ có đẹp không? Đấy, khi người ta khâu vắt sổ, cái đường vắt sổ này là cái đường chỉ nó phải nằm sâu dưới một cái rãnh. Tránh tình trạng gì? Tránh tình trạng khi ma sát cọ sát vào một cái vật gì nó sắc, nó nứt chỉ, đúng không? Nếu như cọ sát vào thì nó chỉ là vào cái cao su này thôi, chứ nó không vào cái chỉ này, nó không đứt được. Mà có đứt được cái chỉ này ra nhá, thì nó còn một cái lớp keo nữa. Cái lớp keo đó nó sâu vào trong đây. Đấy, cái miếng da này nó nằm sâu trong đây mà nó ép thêm một cái keo nhiệt nữa. Cho nên là tất cả các anh chị yên tâm đi, đến với Thức Hoài, đến với Nguyễn Thức VT là các anh chị được sử dụng những sản phẩm uy tín nhất, chất lượng nhất, đạt tiêu chuẩn nhất. Tội gì các anh chị không đến, tội gì các anh chị không mua. Những chỗ thương hiệu, những chỗ có mã số mã vạch, có logo, có số điện thoại, tại sao các anh chị không mua? Và các anh chị được quyền kiểm tra hàng tại nhà, đúng không? Mua hàng bây giờ chúng ta thuận mua vừa bán, các anh chị là thượng đế, các anh chị có quyền, các anh chị có tiền, các anh chị yêu cầu phải cho tôi kiểm tra hàng tôi mua chứ, đúng không? Thế bây giờ tôi hỏi các anh chị là tôi không được quyền kiểm tra, nhỡ đâu tôi mua phải cái hàng fake thì sao? Nhỡ đâu tôi mua phải cái hàng không ra gì thì sao? Lại làm mà để vận chuyển trả có phải mất thời gian không? Thời gian đó là vàng là ngọc, thời gian đó để chúng ta làm gì? Làm việc khác kiếm tiền đi, để chúng ta nâng cao cái tầng đẳng cấp của chúng ta lên, đúng không? Năng nhằng với cái ba cái việc vớ vẩn đau đầu, đúng không? Thế vậy thì tại sao một cái sản phẩm uy tín của Nguyễn Thức đây, giới thiệu đây, các anh chị không mua, đúng không? Giá tiền hợp lý, bán bằng chữ tâm. Chữ tâm của người ta bán hàng rất là chuẩn. Nhớ là mua hàng phải tìm đến người có tâm, có tầm, có đạo đức bán hàng. Người ta nói một là một, hai là hai, chất lượng nào thì giá tiền đó, đúng không? Chứ đừng có như thế là bị như thế là mấy cái cô có cứ giảm giá sập sàn, khuyến mại 50%. Tôi nói thật sự các anh chị này này, những ông kinh doanh ấy, chẳng có ông nào ông dạy đâu. Đến bản thân tôi cũng chẳng dạy đâu, nói thật. Không có ông nào móc tiền túi ra để khuyến mại cho tất cả các anh chị 100% đâu. Tôi nói thật một câu này này, đi buôn ấy mà lỗ, không ai người ta buôn. Người ta ngồi ở nhà người ta chơi cho sướng, tội gì người ta phải làm, đúng không? Đấy, cho nên là các anh chị nhớ là khi đã có giảm giá thì chúng ta phải nhớ là đặt câu hỏi tại sao? Tại sao cũng sản phẩm đấy nó lại giảm giá được 50% mà ông Thức Hoài không giảm giá, ông lại bán chuẩn giá theo mã vạch, mã số? Bởi vì người ta bán cái hàng giảm giá, mẫu mã thì nhìn rất giống nha, nhưng chất lượng phải hỏi về chất lượng. Cái miếng da này da loại mấy? Da loại 1 thì nó khác, da loại 2 nó khác, da loại 3 nó khác, da loại 4 nó khác, da cân nó khác, da si mini nó khác nhá. Nó nhiều các loại da. Đế cũng vậy, đế cao su pha tỉ lệ kép nó khác, đế cao su pha tạp chất nó khác nhá. Đấy, đế cao su pha 50% kép khác, và đế cao su pha tổng hợp nhựa cứng khác. Đấy, nó có rất nhiều chất lượng. Người thợ cũng vậy, người thợ bậc cao thì giá tiền thuê nó rất cao, người ta làm chất lượng tốt. Còn người thợ mới tập thì lương nó lại khác, thì nó chỉ là phụ việc. Và khi từ phụ việc sẽ lên thầy, nhưng cái người đó đã làm đủ tiêu chuẩn, đủ chất lượng chưa? Đấy là một câu hỏi cho tất cả các anh chị lưu ý. Còn tôi nói thật sự, ở đời không có ai cho không ai cái gì đâu. Chỉ có mắc bẫy và bẫy sập sàn nhá, bẫy sập sàn. Tôi nói thật sự này, tôi rất tâm phục ông Lê Thẩm Dương, ông nói một câu này: miếng ngon chỉ có nằm trong bẫy chuột. Format ngon đấy nó nằm trong bẫy chuột, chỉ có người mua nhầm bị sập bẫy thôi. Chứ còn cái người mà người ta muốn mua hàng thương hiệu ấy, người ta khôn ấy, người ta phải gọi như này,
người ta nhắn tin là anh gọi cho tôi bằng video trực tuyến. Đấy, một là Zalo kết bạn, hai là Messenger hình ảnh. Đấy, hai cái đơn vị này là các anh chị nhớ là gọi bằng hình ảnh, không sửa được nhá. Và các anh chị nhớ này, có lời cam kết anh đúng những cái sản phẩm đấy đến nhà tôi kiểm tra hàng đúng như video đấy thì tôi đã nhận. Các anh chị nhớ nhá, trước khi mà mua hàng các anh chị phải nhớ là chụp lại cái màn hình cho tôi. Ví dụ như là kể cả ông Thức cũng thế, bán hàng đúng có đôi dép này, chụp lại. Sau khi hàng ship đến, chúng ta mở cái ảnh đó ra, chúng ta xem đã đúng là cái sản phẩm mình đặt chưa. Đấy, đúng rồi, chúng ta lại kiểm tra lại lần cuối cho nó chuẩn chỉ, đúng chất lượng như ông Thức ông đã gọi cho mình, ông cam kết như thế là chuẩn rồi thì chúng ta mới trả tiền nhá. Chuẩn rồi chúng ta mới trả tiền. Trong khi trả tiền, chúng ta đi 30 ngày có lỗi gì? Một, nổ ra; hai, bật bếp; ba, gãy đế. Ba yếu tố quan trọng nhất. Gọi lại cho ông Thức bằng số nào? Số này. Đổi cho tôi vì sản phẩm bị lỗi. Đấy, đúng không? Vì là một là nổ ra, đúng không? Quay lên ghi lại, gửi luôn cho cái phần kết bạn Zalo. Ok chưa? Ok quá. Còn nói thật sự này, Nguyễn Thức cam kết với tất cả các anh chị này, tôi là một dân đóng giày, gia truyền ba đời. Tôi không bao giờ bán rẻ cái thương hiệu của tôi với mấy trăm nghìn đâu. Tôi đã kiểm tra hàng và bán cho tất cả các anh chị chuẩn, là tôi nói chuẩn. Tôi cam kết với tất cả các anh chị là hàng này không đẹp, tôi không lấy tiền các anh chị. Được chưa? Không chất lượng, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho tất cả các anh chị, đổi mới ngay sau 30 ngày. Được chưa? Ok chưa? Nếu thấy hay, bấm vào chỗ đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày. Được chưa? Quá ok. Đấy, thì tôi đã thật sự với các anh chị này. Tôi đã kiểm tra hàng cho tất cả các anh chị, thì các anh chị cứ yên tâm đi. Thì tôi có 30 năm trong nghề nhá. Đấy, và tôi hơn nữa, tôi lại là một con nhà gia truyền. Đấy, bà tôi làm giày, bố tôi làm giày, đời tôi cũng được 30 năm. Thì tôi dám khẳng định với tất cả các anh chị, tôi đã kiểm tra, nó là chuyên môn, chuyên nghiệp. Đấy, chuyên ngành của tôi rồi, thì không còn phải nói câu thứ hai là không đẹp, không chất lượng. Tôi dám cam kết với tất cả các anh chị, hàng của tôi bán ra không nhất, tôi không đứng ở hàng thứ hai. Tôi mà đã đứng ở hàng thứ hai thì không ai đứng được hàng thứ nhất. Tôi dám cam kết hàng chất lượng như thế, và giá tiền lại phải chăng đúng theo cái mã vạch này nhá, chất lượng. Và tôi ghim số tiền trên cái màn hình đấy, và ghim cái mã hàng trên cái video đó. Các anh chị nhớ là màu vàng, chữ màu vàng đấy, mã hàng trên cái video đấy, thì các anh chị chỉ mua hàng và các anh chị kiểm tra chất lượng thôi, và giá tiền đã có công khai rồi, không có phải suy nghĩ, không có phải đắn đo gì cả đấy. Thì hôm nay đến đây cũng là một video rất dài, thì tôi cũng chia sẻ và tôi cũng tâm sự với tất cả mọi người, và tôi cũng không quên xin chúc tất cả các anh chị em một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhớ follow kênh, bấm vào chỗ đăng ký kênh và cho lại bình luận để cho mọi người theo dõi kênh, để những người chưa được trải nghiệm những sản phẩm này được sử dụng những sản phẩm của bên siêu thị giày dép nước ngoài chất lượng uy tín như thế nào. Rồi, xin chào.